Quỹ ban nhân dân tỉnh Trà Vinh vừa ban hành kế hoạch số 72 về việc xét nghiệm sàng lọc người ghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Quỹ ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch xét nghiệm sàng lọc người ghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Mục tiêu Triển khai chiến dịch từ ngày 18 tháng 8 năm 2021, hoàn thành chiến dịch xét nghiệm cộng đồng toàn tỉnh trên cơ sở phối hợp nhiều biện pháp, tổng hợp nguồn chân lực, vật lực cho chiến dịch duy trì thực hiện kiêm công tác truy vết, xử lý ổ dịch tại cộng đồng, kết hợp giám sát các trường hợp sốt, ho, khó thở thông qua khai báo y tế của người dân. Nguyên tắc lấy mẫu xét nghiệm Thực hiện xét nghiệm gọp mẫu test nhanh phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2. Nếu kết quả test nhanh, dương tính. Đối với khu vực nguy cơ rất cao và nguy cơ cao, chung hộ, tiến hành giải gọp ngay bằng PCR cho tất cả mọi người trong hộ. Đối với khu vực nguy cơ và bình thường mới, khác hộ, giải gọp ngay bằng test nhanh để đưa ngay ca nhiễm ra khỏi cộng đồng và sau đó thực hiện PCR ngay cho ca nhiễm và các trường hợp liên quan. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp trường hợp có ca sốt, ho, khó thở, đau họng, sổ mũi, nghẹt mũi, mất khu giác, mất dị giác, tiến hành lấy mẫu đơn xét nghiệm PCR. Mỗi đội xét nghiệm đặt tại một khu dân cư tách biệt với các khu vực khác đã bảo giãn cách trong quá trình lấy mẫu diện rộng. Tùy theo quyền lực địa phương, các xã phường thị trấn đánh giá nguy cơ theo quyết định số 2686 ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tới từng ấp khóm để chọn địa bàn can thiệp ưu tiên. Sau khi thực hiện sàng lọc cộng đồng, dựa trên kết quả sàng lọc và yếu tố dịch tễ đánh giá nguy cơ mà Quỹ ban nhân dân xã phường thị trấn lên kế hoạch thực hiện xét nghiệm tiếp tục phù hợp với nguy cơ được đánh giá lại trên địa bàn. Nội chung thực hiện, đối với khu vực có nguy cơ rất cao, lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người sống trong cùng nhà ở, hộ gia đình để xét nghiệm kháng nguyên nhanh gộp 3 mẫu trên một lần test với tần suất 3 ngày một lần, xét nghiệm 3 lần trong vòng 9 ngày. Cụ thể, lần 1, ngày 1, 2, 3 của chiến dịch. Ngày 1 lấy mẫu xét nghiệm 1 phần 3 số hộ. Ngày 2 lấy mẫu xét nghiệm 1 phần 3 số hộ tiếp theo. Ngày 3 lấy mẫu xét nghiệm 1 phần 3 số hộ còn lại. Lần 2, ngày 4, 5, 6 của chiến dịch, Ngày 4, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 của 1 phần 3 số hộ đã thực hiện trong ngày 1. Ngày 5, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 của 1 phần 3 số hộ đã thực hiện trong ngày 2. Ngày 6, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 của 1 phần 3 số hộ đã thực hiện trong ngày 3. Lần 3, ngày 7, 8, 9 của chiến dịch. Ngày 7, lấy mẫu xét nghiệm lần 3 của 1 phần 3 số hộ đã thực hiện trong ngày 1. Ngày 8, lấy mẫu xét nghiệm lần 3 của 1 phần 3 số hộ đã thực hiện trong ngày 2. Ngày 9, lấy mẫu xét nghiệm lần 3 của 1 phần 3 số hộ đã thực hiện trong ngày 3. Đối với khu vực có nguy cơ cao, mỗi hộ làm một test nhanh, gộp 3 mẫu lấy 3 người có nguy cơ cao nhất từ các thành viên trong gia đình. 3 người đối với một hộ trên một lần test, làm xét nghiệm 3 ngày một lần, mỗi hộ được xét nghiệm 3 lần trong vòng 9 ngày. Đối với khu vực có nguy cơ, lấy mẫu đại diện một người có nguy cơ cao nhất trong hộ gia đình, một người một hộ làm test nhanh mẫu gộp 3 hộ trên mẫu, làm xét nghiệm 7 ngày một lần mỗi hộ được xét nghiệm 2 lần trong vòng 14 ngày. Ưu tiên xét nghiệm gộp 3 người trên một mẫu test cho tất cả các đối tượng tại các vùng nguy cơ cao như chợ, nhà trọ. Đối với khu vực bình thường mới, lấy mẫu 5% dân số cho đối tượng nguy cơ tại chợ, tạp quá. Mỗi đối tượng được xét nghiệm một lần trong vòng 7 ngày. Đối với các hộ dân có người được phát hiện dương tính với test nhanh trong quá trình lấy mẫu xét nghiệm, tiến hành giải gọp bằng test nhanh để tìm đối tượng ghi nhiễm và đồng thời lấy mẫu PCR tiến hành dán bản nhà có trường hợp nghi nhiễm và tiến hành lấy mẫu lại sau mỗi hai ngày các trường hợp có biểu hiện ho sốt khó thở đối với tất cả các khu vực nguy cơ hoặc trong cộng đồng tiến hành lấy mẫu đơn PCR xét nghiệm để nhanh chóng phát hiện các trường hợp nhiễm bệnh khẩn trương cách ly sau khi thực hiện sàng lọc cộng đồng dựa trên kết quả sàng lọc và yếu tố dịch tễ đánh giá nguy cơ mà quỹ ban nhân dân xã phường thị trấn lên kế hoạch thực hiện xét nghiệm tiếp tục phù hợp với nguy cơ được đánh giá lại trên địa bàn tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, thành lập 9 ban chỉ huy chiến dịch tại chính quyền thị xã thành phố và thành lập 106 ban chỉ huy chiến dịch tại 106 xã phường thị trấn để điều hành hoạt động của công tác xét nghiệm tại cộng đồng. Cơ cấu đội trưởng của mỗi đội lấy mẫu và xét nghiệm nhanh kháng nguyên vào ban chỉ huy chiến dịch của từng xã phường thị trấn để đảm bảo thống nhất hoạt động. Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo hướng dẫn trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, các cơ sở y tế tuyến tỉnh, các cơ sở y tế tuyến huyện các trạm y tế xã phường thị trấn và các đơn vị y tế đang hỗ trợ tỉnh phối hợp chặt chẽ với quỹ ban nhân dân cấp quyện, quỹ ban nhân dân cấp xã trong việc bố trí, tổ chức các khu vực lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm, thông báo kết quả xét nghiệm theo quy định. Trường hợp xuất hiện F0 khẩn trương đưa vào cơ sở điều trị theo đúng quy định. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của cấp quyện, chủ tịch quỹ ban nhân dân cấp quyện trực tiếp chỉ đạo tổ chức thực hiện, phân công từng thành viên phụ trách giám sát tổ chức thực hiện việc xét nghiệm tại mỗi xã phường thị trấn. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại xã phường thị trấn giao chủ tịch ủy ban dân cấp xã chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. Mỗi thành viên phụ trách việc giám sát, chỉ đạo thực hiện tại mọi ấp khóm. Chủ tịch ủy ban dân cấp huyện chỉ đạo bố trí đủ nhân lực hỗ trợ như công an, quân đội, cán bộ cấp xã, các tình nguyện viên, chỉ đạo bố trí địa điểm tổ chức lấy mẫu phù hợp, đảm bảo đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện chiêm chủ. Giao giám đốc trung tâm y tế tuyến huyện làm đầu mối tham mưu chỉ đạo tổ chức điều phối các lực lượng tại các điểm lấy mẫu, thống nhất thời gian, địa điểm và thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã. Giao trách nhiệm cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và phối hợp với các đơn vị lấy mẫu trên địa bàn. Chỉ đạo việc tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phong tỏa, cách ly, giãn cách xã hội theo quy định cho đến khi có chỉ đạo mới. Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo đúng quy định của chính phủ và địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phân công giao trách nhiệm cụ thể cho các thành viên của xã, phường, thị trấn, ấp khóm, tình nguyện viên tham gia buổi lấy mẫu. Tổ chức lực lượng tại chỗ bố trí các khu chức năng tại địa điểm lấy mẫu. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của cấp quyền và các đơn vị y tế trong quá trình tổ chức lấy thông tin người dân và lấy mẫu, trực tiếp chỉ đạo việc xác định số lượng người, khu vực, thời gian lấy mẫu trên cơ sở thống nhất cho đơn vị tổ chức lấy mẫu và thông báo đến ấp khóm nơi tổ chức lấy mẫu. Điều phối số lượng người đến lấy mẫu phù hợp với địa điểm lấy mẫu, đảm bảo nguyên tắc không tập trung đông người. Tổ chức gián bản nhà có trường hợp nghi nhiễm đối với các hộ dân có người được phát hiện dương tính với test nhanh trong quá trình lấy mẫu, xét nghiệm và tổ chức quản lý chặt chẽ, hỗ trợ cung cấp nhu yếu phẩm đối với người trong các hộ dân này, không để người dân ra ngoài. Hướng dẫn khai thác dữ liệu khai báo y tế và việc truy vết quản lý người cách ly. Triển khai phần mềm tổng hợp, phân tích và báo cáo tình hình dịch bệnh COVID-19. Hướng dẫn triển khai phần mềm quản lý thu mẫu xét nghiệm ở cộng đồng tổ chức thực hiện sở y tế chủ trì phối hợp với các sở ngành đoàn thể quỹ ban nhân dân cấp quyện triển khai thực hiện việc dự trù mua sắm bổ sung trang thiết bị vật tư tiêu hao thuốc hóa chất sinh phẩm xét nghiệm phương tiện bảo hộ cho chiến dịch xét nghiệm và sẵn sàng ứng phó với trường hợp 5.000 đến 10.000 người nhiễm trên địa bàn tỉnh ban hành quyết định thành lập và giao nhiệm vụ cho các đơn vị quản lý người nhiễm và điều trị bệnh nhân theo phân tầng điều trị trong đó yêu cầu các đơn vị bảo đảm đủ số dường bệnh theo nhu cầu dự kiến, thành lập các tổ đội lấy mẫu xét nghiệm, tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tuyến tỉnh để sẵn sàng hỗ trợ cấp quyền khi cần thiết. Hướng dẫn Quỹ ban nhân dân các quyện, thị xã, thành phố thành lập các tổ đội lấy mẫu xét nghiệm truy vết F1, F2. Tham mưu Quỹ ban nhân dân tỉnh quy động, điều động nhân lực, trưng dụng trang thiết bị, vật tư tại các cơ sở ngoài công lập, hỗ trợ cho công tác xét nghiệm, công tác phòng chống dịch trong tình huống khẩn cấp. Trường Đại học Đại Vinh trường cao đẳng y tế trà vinh và tỉnh đoàn trà vinh chủ động bố trí đầy đủ nhân lực tham gia các tổ đội xét nghiệm cộng đồng và các hoạt động khác phục vụ công tác phòng chống dịch covid 19 chín sở giao thông vận tải tham mưu việc trưng dụng tạm thời xe ô tô lái xe của đơn vị vận tải và các hãng taxi lập danh sách chủ phương tiện số lượng xe tài xế số điện thoại liên lạc để phục vụ công tác điều phối phòng chống dịch khi cần thiết công an tỉnh đảm bảo an ninh trật tự, tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh hỗ trợ công tác phòng chống dịch của tỉnh. Phối hợp thực hiện công tác truy vết sau xét nghiệm sàng lọc và xét nghiệm khẳng định các ca dương tính. Đối với Quỹ ban nhân dân các quyện, thị xã, thành phố, thành lập Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch bệnh COVID-19 cấp quyện, phân công trách nhiệm từng thành viên và phân công theo dõi, hỗ trợ kịp thời xử lý tình huống phát sinh tại từng điểm lấy mẫu. Thành lập các tổ đội lấy mẫu xét nghiệm truy vết F1, F2, bố trí địa điểm tổ chức lấy mẫu phù hợp đảm bảo đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo công tác xử lý rác thải y tế đúng quy định, xây dựng phương án lấy mẫu lưu động trong trường hợp cần thiết. Khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết tại địa phương để triển khai chiến dịch xét nghiệm hiệu quả, đúng tiến độ, đảm bảo hậu cần cho lực lượng tham gia chiến dịch. Khẩn trương thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, đảm bảo việc giãn cách trong quá trình tổ chức xét nghiệm. Bố trí lực lượng gồm công an, quân sự địa phương, các tổ chức chính trị xã hội, tổ Covid-19 cộng đồng để hỗ trợ cho tổ, đội lấy mẫu xét nghiệm hoạt động hiệu quả. Chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập trung trên địa bàn đáp ứng nhu cầu cách ly các F1 phát hiện thêm qua đợt xét nghiệm sàng lọc cộng đồng. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã tăng cường quản lý các trường hợp cách ly tại nhà, các bệnh nhân đã xuất hiện trên địa bàn đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và của tỉnh. Quy trọng sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị, xã hội và cộng đồng cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn tập trung công tác quản lý, giám sát công tác phòng chống dịch tại các khu cách ly tập trung, các khu phong tỏa và tại cộng đồng, không để dịch bệnh lây lan trong các khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa, doanh nghiệp và trong cộng đồng. Chuẩn bị in ấn bản nhà có trường hợp nghi nhiễm để cấp phát cho xã phường thị trấn. Kế hoạch số 72 ngày 17 tháng 8 năm 2021 về việc xét nghiệm sàng lọc người nghi nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh cũng nêu rõ, trong tổ chức thực hiện kế hoạch, các sở ban ngành chủ động để phối hợp thực hiện kế hoạch này